Tất cả anh chị nhé, bây giờ thì Linh sẽ nói về cái chương trình 21 tuần luyện content chuyển đổi cao ở trên mạng xã hội. Như anh chị chúng ta biết rằng là Linh cũng đã xây dựng cho kênh của mình là hơn 4 triệu cái lượt follow ở trên các nền tảng mạng xã hội. Rồi cũng tạo ra rất nhiều cái video có tính chuyển đổi cao về bán hàng. Có nghĩa là Linh không chỉ có kinh nghiệm về việc mà xây kênh mà Linh làm những cái việc đó là tạo ra những cái nội dung bán hàng. Vậy thì Linh sẽ hướng dẫn cho anh chị chúng ta trong 21 tuần này là những cái gì. Và tất nhiên ngoài cái việc mà Linh làm cho Linh ra thì Linh cũng hướng dẫn cho rất nhiều bạn khác cũng có những cái kênh hàng triệu lượt follow và chúng ta cũng bán hàng những cái doanh số hàng trăm tỷ mỗi năm. Và tất cả những bạn này họ cũng trước đây cũng đều là những người rất bình thường giống như anh chị. Nhưng họ đã cách đây mấy năm trước họ cũng đã bắt đầu học và làm cùng với Linh. Ví dụ như bạn Trần Ngọc Phương Mai, bạn Nguyễn Huỳnh Như, đúng không? Hay là kể cả bác sĩ Cao Hữu Tịnh và rất nhiều người khác nữa. Và trước khi họ bây giờ trở thành nổi tiếng như bây giờ ấy, thì trước đó họ cũng là một người bình thường. Họ cũng không biết làm nội dung, không biết quay video, không biết bán hàng, không biết một cái gì cả. Nhưng với sự hướng dẫn của Linh từng bước từng bước từng bước một thì họ đã bắt đầu làm được. Vậy thì những gì mà Linh sẽ hướng dẫn cho họ và những gì mà anh chị đó từ một người không biết gì và bắt đầu với một sự nỗ lực mới, một cái sự cố gắng cùng với sự hướng dẫn của Linh thì bắt đầu mọi người có thể làm được cái kênh hay là bắt đầu bán hàng được. Và chúng ta đừng lo là chúng ta phải có kênh hàng triệu lượt follow thì chúng ta mới bán được hàng. Bởi vì Linh có những học viên ấy là kênh chỉ có là khoảng 1-2 ngàn lượt follow thôi nhưng vẫn có thể tạo ra doanh số được hàng tỷ đồng mỗi tháng bằng việc đó là các bạn tập trung vào những cái nội dung chuyển đổi. Sau khi mà chúng ta đã có nội dung chuyển đổi rất cao rồi ấy thì các anh chị đó thì bắt đầu mới nghĩ đến việc mà xây kênh. Đấy, nên là đó là do cái sự lựa chọn của chúng ta thôi. Nếu như chúng ta có một nguồn tài chính hạn hẹp và chúng ta đang có những cái khó khăn trong việc về kinh doanh ấy, thì chúng ta nên tập trung vào những nội dung để bán hàng mang tính chuyển đổi nó cao hơn. Còn nếu mà chúng ta đã có một cái nền tảng tốt, bán hàng tốt, mọi cái nó ổn rồi và chúng ta muốn đưa cái doanh nghiệp của mình trở nên mạnh mẽ hơn, lan tỏa rộng hơn thì lúc đó chúng ta kết hợp thêm đó là nội dung để phát triển về kênh thì chúng ta đi. Đó là lúc mà chúng ta đi song song. Còn cái thời gian đầu tiên chúng ta đang cần doanh số thì chúng ta hãy tập trung vào những nội dung chuyển đổi. Và 21 tuần luyện content chuyển đổi đó là cái nội dung dành cho những ai mà chúng ta đang mong muốn để có được thật nhiều khách hàng mà chúng ta tạo ra thật nhiều đơn hàng từ những cái kênh ở trên mạng xã hội. Vậy thì 21 tuần này Linh sẽ hướng dẫn cho anh chị chúng ta những cái gì? Đầu tiên ấy, thì Linh sẽ phải cho anh chị chúng ta hiểu về các cái thuật toán ở trên mạng xã hội. Đó. Linh phải cho anh chị chúng ta hiểu về một cái thuật toán ở trên mạng xã hội, cái cách mà để video chúng ta được lan tỏa ra sao, rồi cách làm thế nào để mà chúng ta nội dung khi mà chúng ta chạy quảng cáo thì giá nó rẻ xuống và cái giúp chúng ta ra được cái doanh số, ra được cái lợi nhuận thì đầu tiên đó chúng ta phải hiểu về các cái thuật toán ở trên nền tảng mạng xã hội. Giống như chúng ta đến Mỹ thì chúng ta phải hiểu luật pháp của Mỹ, chúng ta đến Úc thì chúng ta phải hiểu luật pháp của Úc và chúng ta ở Việt Nam thì chúng ta phải hiểu về các cái luật pháp ở Việt Nam. Đấy thì ở trên các nền tảng mạng xã hội thì họ có những cái quy định và chính sách và cái thuật toán nó khác nhau thì chúng ta cần phải nắm được cái này. Cái thứ hai đó là chúng ta cũng phải nắm được cái hành trình để chúng ta chinh phục một cái khách hàng. Từ khi mà chúng ta hiểu về các cái hành trình về để chinh phục một khách hàng rồi đó, thì lúc đó chúng ta mới có thể làm nội dung để mà thuyết phục được họ. Thì khi mà chúng ta hiểu được cái điều này đó thì lúc đó chúng ta làm nội dung chúng ta bán hàng nó mới hiệu quả cao được. Đấy. Và cái thứ ba đó là Linh sẽ hướng dẫn chúng ta về cái cách mà chúng ta làm nội dung. Trước đây ví dụ như chúng ta chưa biết cách là khai thác được cái sản phẩm của mình rồi chúng ta chưa biết cách nói với khách hàng của chúng ta với nội dung như thế nào để mà thu hút được họ ngay từ giai đoạn đầu tiên rồi sau đó họ thích mình rồi sau đó họ bị cuốn hút và họ đưa ra cái quyết định mà mua hàng của chúng ta và họ bị chinh phục luôn ở trên cái online và làm thế nào để chúng ta làm được cái nội dung để chúng ta thuyết phục được họ thì ở trong cái phần này Linh cũng sẽ hướng dẫn chúng ta về cái điều này đó. Rồi một cái nữa là khi chúng ta làm nội dung ấy, thì thường chúng ta hay làm những nội dung nó hơi khô khan, hơi là nó trừu tượng và làm cho khách hàng rất khó hiểu thì Linh sẽ hướng dẫn cho ta cách làm nội dung để mà khách hàng nào người ta cũng có thể hiểu được cái điều mà chúng ta nói thì lúc đó việc mà chúng ta bán hàng nó sẽ dễ hơn bởi vì có thể chúng ta có chuyên môn cao nhưng chúng ta nói chuyện quá phức tạp thì làm cho người ta không hiểu và khi người ta không hiểu người ta không có tin tưởng mình nhưng nếu mà chúng ta nói những nội dung đơn giản dễ hiểu dễ hình dung ấy thì lúc đó người ta sẽ dễ dàng tin tưởng và lúc đó họ dễ dàng đưa ra quyết định để mua sản phẩm của chúng ta rồi. Cái thứ ba đó là cái thứ tư đó là chúng ta sẽ học cách để tìm ra cái thị trường mục tiêu và để cách mà chúng ta biến cái sản phẩm của bạn để trở nên nổi bật trong cái thị trường mà chúng ta đang kinh doanh. Một cái sai lầm của phần lớn mọi người đó là chúng ta làm quá cái nhiều nội dung dành cho quá nhiều cái đối tượng khách hàng khác nhau dẫn tới đó là
chúng ta không rõ được là khách hàng chúng ta đang có cái gì, mong muốn cái gì, và cái sản phẩm của chúng ta, cái điểm đặc trưng nó là gì, cái điểm nổi bật đó là gì. Và tất cả những điều này ấy, nó đến từ việc đó chúng ta không làm rõ ràng được cái khi mà chúng ta khai thác cái thông tin của sản phẩm, khai thác cái thị trường mục tiêu ấy, dẫn tới đó chúng ta bị rối loạn về mặt thông tin. Và khi chúng ta rối loạn về mặt thông tin ấy, thì chúng ta sẽ không đưa ra được những cái nội dung nó chuẩn xác, nó để chinh phục được đến từng đối tượng khách hàng, dẫn tới là hiệu quả bán hàng nó sẽ giảm xuống, hiệu quả của marketing chúng ta cũng giảm xuống. Đó là thể ở trên đó là chi phí quảng cáo rất đắt và cái tỷ lệ chuyển đổi nó cũng rất là thấp. Đấy, thì ở cái phần này Linh sẽ hướng dẫn rất sâu về cái phần này để giúp chúng ta làm nhỏ ra, chia nhỏ ra. Và yên tâm là những cái phần này ấy, Linh đều có biểu mẫu hết, chúng ta chỉ gạch theo từng dòng, theo từng ý mà Linh hướng dẫn ở trong cái chương trình học ấy, thì chúng ta sẽ làm cái này nó rất dễ dàng. Rồi, thì đây là cái phần đầu tiên nhé. Sau khi mà chúng ta đã hiểu được những cái nền tảng cốt lõi này đấy, thì Linh bắt đầu sẽ hướng dẫn cho anh chị, đó là về cái kiến thức là để chúng ta khai thác về mặt về sản phẩm. Thì đây là cụ thể của từng tuần nhé, đây là cái nền tảng đây. Sau đó thì Linh sẽ hướng dẫn cho anh chị chúng ta cách lên được hàng trăm cái ý tưởng cho mỗi một sản phẩm. Đấy, thế thì cái tuần đầu tiên là mình sẽ hướng dẫn cho chúng ta về mục, đó là chúng ta khai thác về sản phẩm. Vậy thì trong sản phẩm này thì có 14-18 mục nhé. Ví dụ như nói về lợi ích thì chúng ta nói về lợi ích ra sao này, thì và cái thứ hai đó là về giá cả này. Thì khi mà chúng ta nói về giá cả thì chúng ta nói như thế nào? Và tất nhiên Linh sẽ có một cái file biểu mẫu rất rõ ràng, rất đầy đủ để cho anh chị chúng ta có thể dựa trên đó và chúng ta có thể làm theo được. Ok chưa? Linh sẽ lấy một cái mẫu nhé. Ví dụ như đây là về sản phẩm. Ok chưa? Thì Linh sẽ có một cái mục đây này, đó là về ý tưởng nhé. Thì ví dụ như về lợi ích này, hãy nêu lợi ích, và bên này là mục, cái mục này là mục lý giải này. Hãy nêu lợi ích của sản phẩm dịch lợi ích của sản phẩm này, lợi ích là điều mà sản phẩm giúp khách hàng giải quyết được cái vấn đề nào đó. Thì ví dụ nhé, là Linh đưa ra một cái sản phẩm đó là về men đại tràng đi. Thì ba lợi ích không thể bỏ qua của men đại tràng này: hấp thụ dinh dưỡng tốt hơn này, đại tiện một lần vào buổi sáng hết sạch này, giúp ruột đẹp này, giảm chỉ số đường huyết này. Đấy. Thì ví dụ như đây là một cái phần lợi ích nhé. Hoặc là mình có thể là mình ghi thêm là đây chỉ mới là một cái gạch đầu dòng thôi, đúng không? Thì bắt đầu mình sẽ gạch một cái đầu dòng kế tiếp nữa. Ví dụ như cái sản phẩm này đó là cái sản phẩm này là cái sản phẩm mà giúp cho người ta giải quyết cái vấn đề đó là người ta đi 4-5 ngày người ta mới đi đại tiện được một lần. Thì buổi sáng người ta đi sau khi uống cái sản phẩm này khoảng tầm 3-5 ngày ấy, thì sáng người ta đi một phát là sạch luôn. Đó, dành cho những người táo bón, 4-5 ngày mới đi một lần. Đó, thì đi trong một buổi sáng hết sạch. Đấy. Rồi, ví dụ như đây là cái phần lợi ích ấy, thì mình sẽ phải ngồi gạch ra từng sản phẩm một, chúng ta phải gạch từng dòng đầu ra. Hay là ví dụ như sản phẩm giải rượu bia nhé, ngồi nhậu không bị nhức đầu này, gục sớm ngay tại bàn này, đó là một ý này. Ý thứ hai, bảo vệ dạ dày, không bị tiêu chảy, không phải đi vệ sinh nhiều lần vào ngày hôm sau. Đó là dành cho những người mà người ta nhậu rượu bia xong người ta hay bị về dạ dày, về tiêu chảy vào ngày hôm sau đó. Rồi, cái ý thứ ba đó là không bị nhức đầu, khó chịu vào ngày hôm sau. Đó, và thứ tư đó là bảo vệ lá gan, để kháng viêm bảo vệ gan trước rượu bia. Đó, thì ví dụ như sản phẩm này có 4 cái lợi ích quan trọng này thì mình sẽ gạch từng đầu dòng, gạch từng đầu dòng trước. Thì sau đó bắt đầu mình mới dùng cái, đây là cái phần mà ý tưởng thôi nhá, đây phần ý tưởng. Rồi sau đó thì chúng ta mới dùng cái phần mà Linh hướng dẫn về cách làm nội dung chi tiết ấy. Thì ở cái mục này là Linh đã hướng dẫn cho anh chị chúng ta về cách làm nội dung chi tiết rồi. Rồi, thế thì ở đây đó là về cái phần lợi ích nhé. Thì đó là trong cái mục lợi ích này, lúc nãy anh chị chúng ta có những sản phẩm là có đến 8 cái lợi ích. Nhưng ví dụ như những sản phẩm lúc nãy họ chỉ có 4 hoặc là 3 lợi ích thôi, thì chúng ta chỉ gạch 3 hoặc 4 lợi ích. Rồi, trong mục về giá cả thì nó lại có một cái ý tưởng về phần giá cả riêng nữa. Linh lấy ví dụ nhé. Đó, thế thì giá cả này, tùy theo sản phẩm thuộc vào phân khúc nào, nếu bình dân thì phân tích giá cho khách hàng được mua giá hời như thế nào. Đó. Còn nếu mà nếu tầm trung thì bạn có thể chia nhỏ ra hàng ngày, hàng tháng để thấy không tốn nhiều chi phí. Ví dụ như cái sản phẩm men đại tràng này là một hộp, đó là 1.290.000 dùng cho một tháng. Thì bây giờ mình chia ra 30 ngày thì có lẽ chỉ có 43.000 trên một ngày giúp thải độc sạch đại tràng, giải quyết dứt điểm táo bón, tiêu chảy ngày đi 4-5 lần hay 4-5 ngày đi một lần. Thì ví dụ như mình là 43.000 ấy, thì mình nói với họ rằng là giống như mỗi buổi sáng uống thêm hoặc là ăn thêm một cái tô phở, nhưng tô phở này là tô phở giúp làm sạch đại tràng chẳng hạn, ví dụ như vậy. Rồi ha. Còn nếu giá cao thì nêu lý do vì sao giá cao, đem lại lợi ích gì mà giá rẻ không thể có được. Ví dụ như sản phẩm này giá nó cao. Đấy, thì bắt đầu mình phải phân tích về cái này.
Thì đấy là Linh lấy ví dụ ha. Thì cái cách mà chúng ta làm nội dung của từng mục này ấy, thì Linh sẽ hướng dẫn cho anh chị chúng ta ở trong cái phần mà cách làm nội dung. Còn ở cái từng tuần đấy ấy, Linh sẽ có mục đó là về cách mà chúng ta làm về ý tưởng ở chưa? Chúng ta làm về chúng ta nêu được về cái ý tưởng ở của từng từng cái mục này. Ok chưa? Thì đó là riêng về cái sản phẩm thôi nhé. Cái tuần đầu tiên thôi ấy, là chúng ta đã có 18 cái mục nội dung ấy, để mà chúng ta học và chúng ta làm về khai thác tạo 18 nội dung. Thì chúng ta thấy nhé, là riêng về lợi ích thôi ấy, đó là chỉ cái mặt này là chúng ta đã có được khoảng tầm 5 6 ý 7 ý nội dung rồi. Đấy. Rồi về về giá cả thì chúng ta cũng có thêm được là khoảng tầm 3 4 cái loại nội dung nữa. Rồi về chất lượng, rồi về phỏng vấn khách hàng. Chúng ta không thể phỏng vấn khách hàng theo kiểu là anh chị cảm nghĩ như thế nào về sản phẩm của chúng tôi. Chúng ta phải có một cái kịch bản mà để thuyết phục khách hàng từ đầu cho đến cuối luôn. Đó. Rồi về nguồn gốc thì chúng ta khai thác ra sao, trải nghiệm sản phẩm ra sao, góc độ lý tính, góc độ cảm tính, góc độ cảm xúc, xã hội, đúng không? Thì tất cả là cái mục sản phẩm này này là có 18 ý. Rồi, về nội dung khuyến mãi thì chúng ta cũng phải có cách để chúng ta làm nội dung về khuyến mãi, rồi về quy trình, đúng không? Về con người, về địa điểm, về giá cả, rồi về triết lý, về không gian, không thời gian, rồi về người bán, về khách hàng, về xu hướng, về sản xuất, được chưa? Rồi, lợi ích mang lại. Rồi ở tuần 15 thì Linh hướng dẫn cho chúng ta về những cái thủ thuật để chúng ta sáng tạo. Đó. Rồi chúng ta cách chúng ta nói về nhu cầu, về sức khỏe, về hướng dẫn, rồi vấn đề về cản trở của khách hàng, đúng không? Vấn đề về thời gian, tiền bạc, nỗ lực, công sức, kiên trì, thiếu tự tin, sợ hãi, khó chịu, đau đớn, vất vả, khó khăn, đối thủ cản trở hay là nguồn lực. Đấy, thì vấn đề về cản trở Linh sẽ hướng dẫn cho chúng ta về cái này. Rồi phần về insight của khách hàng, rồi về tài chính, về cảm xúc, về các dạng nội dung. Đấy, chúng ta có những dạng nội dung nào? Ví dụ như là dạng câu thơ, đúng không? Hay là dạng danh sách, hay dạng phỏng vấn, dạng mini game, dạng vấn đáp, dạng review ebook, từ lấy từ ghép, live stream, đúng không? Rồi video feedback khách hàng, câu hỏi lựa chọn A hoặc B hay là B hay C, dạng bản trình chiếu hay dạng video đơn giản, hoặc là đặt câu hỏi cho fan, đúng không? Thì đây là cái về những cái dạng về content. Rồi về case study, đúng không? Câu hỏi 5W2H. Rồi, thì đó là Linh nói là 21 tuần nhưng thực ra nội dung ấy nó đâu đó gần đến 30 tuần là anh chị, bởi vì Linh sẽ bổ sung rất nhiều cái phần nội dung trong đó. Thì các tuần ở đây đó là chúng ta sẽ học về cách ý tưởng và chúng ta làm nội dung. Rồi, sau đó Linh sẽ tặng cho anh chị thêm một cái phần, đó là những anh chị nào mà chúng ta chưa biết chạy quảng cáo mà chạy quảng cáo đắt ấy, thì Linh sẽ hướng dẫn cho anh chị chúng ta về phần đó là chúng ta chạy quảng cáo Facebook hay là Instagram, hay là ví dụ như chúng ta muốn thêm về YouTube chẳng hạn. Bởi vì khi mà chúng ta sản xuất ra một cái nội dung video rồi ấy, thì chúng ta không làm chỉ riêng ở trên Facebook hay là TikTok không, mà chúng ta sẽ làm cả trên YouTube, cả Instagram, rồi cả YouTube, cả TikTok luôn. Đó, nơi nào mà có khách hàng của chúng ta thì chúng ta sẽ quảng cáo ở nơi đó, chứ chúng ta không bị giới hạn ở đâu cả. Bởi vì đơn giản là chúng ta làm một cái video rồi, một cái nội dung rồi ấy, thì chúng ta sẽ chạy được ở khắp mọi nơi trên các nền tảng mạng xã hội. Đấy. Rồi, ví dụ như ai chưa biết làm thêm về phần về chatbot thì Linh cũng sẽ hỗ trợ cho chúng ta phần chatbot để chúng ta làm việc nó hiệu quả hơn. Rồi. Thời gian học và cách học của chúng ta như thế nào? Thứ nhất đó là chúng ta sẽ học vào 20 giờ đến 21 giờ 30 tối thứ sáu hàng tuần. Thực hành ấy, khi mà chúng ta làm bài, chúng ta học tối thứ sáu nhé. Thì địa điểm là thông qua Zoom. Sau khi mà chúng ta làm bài xong mà cái đoạn nào mà chúng ta chưa hiểu, chưa hình dung ra được ấy, thì chúng ta cứ làm bài tiếp. Đấy. Thì thứ nhất nha, học đó là 20 giờ đến 21 giờ 30 tối thứ sáu hàng tuần ở trong Zoom trực tiếp. Nếu mà hôm đó chúng ta bận quá, chúng ta không học Zoom được trực tiếp ấy, thì chúng ta có thể học lại, chúng ta có thể học lại nhé. Và Linh sẽ có phần ghi lại của Zoom để chúng ta có thể học lại được. Bởi vì có một số anh chị mà chúng ta bị lệch múi giờ ấy, thì chúng ta có thể học lại qua Zoom. Sau khi chúng ta học lại xong thì việc của chúng ta đó là chúng ta làm bài. Bởi vì mỗi buổi học xong ấy, chúng ta có phần bài tập và chúng ta thực hành cái bài của mình. Thì sau đó đến tối thứ ba của buổi kế tiếp ấy, thì đó là Linh sẽ hỗ trợ cái phần thực hành của anh chị. Có là chúng ta sẽ làm bài, chúng ta làm thực hành xong ấy, thì tối thứ ba anh chị vào đó Linh sẽ sửa bài cho anh chị. Đấy, và cái việc mà chúng ta học và chúng ta sửa, học sửa học sửa học sửa liên tục như vậy ấy, thì lúc đó cái hiệu quả của chúng ta tăng lên rất là nhanh. Và đó là lý do vì sao có một số anh chị sau tuần đầu tiên là kết quả ra rồi, có những anh chị thì 2 tuần là bắt đầu ra kết quả rồi. Nên là cái tốc độ chúng ta ra kết quả bao nhiêu nó phụ thuộc vào cái thời gian mà chúng ta thực hành. Đấy, thì đây là cái thời nội dung chương trình học, và chúng ta học và chúng ta thực hành rất 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 là nhiều và chúng ta thực hành và chúng ta làm trên chính cái sản phẩm của anh chị chúng ta luôn. Đấy, và đây là tổng quan hết tất cả nội dung của chương trình 21 tuần luyện content chuyển đổi cao ở trên mạng xã hội đó. Ok chưa? Rồi,
Thế thì bây giờ để chúng ta đăng ký chương trình này đó thì chúng ta chuyển khoản vào số tài khoản của Linh ha. À, và chương trình học thì chúng ta đã bắt đầu rồi, thì chúng ta cần phải cùng với Linh bắt tay nhanh, bởi vì thứ sáu tuần này chúng ta đã học tiếp rồi, nên chúng ta vào càng sớm để chúng ta cùng nhau tạo ra kết quả cho cái chương trình học của mình. Cảm ơn anh chị rất nhiều.